Run người với xe ô tô nổ lốp chỉ còn 3 bánh nhưng vẫn lao bon bon trên cao tốc. Hôm nay ngày 12 tháng 6 trên các diễn đàn mạng giao thông chia sẻ một đoạn clip với dòng caption: chiếc ô tô bị nổ lốp trước bên lái khiến thân xe bị trũng hẳn xuống nhưng tài xế vẫn điều khiển chạy trên làn 100 km/h của cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Còn tình huống ra sao? Mời cả nhà xem chi tiết nhé! Cụ thể, tình huống trên xảy ra cách đây vài ngày trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Hà Nội, được người đi đường ghi lại bằng điện thoại cá nhân. Qua đoạn video có thể thấy chiếc ô tô đang chạy trên làn 100 km/h của cao tốc với tình trạng nghiêng hẳn sang bên trái do lốp trước bên lái bị nổ. Tuy nhiên, thay vì tìm cách chuyển làn dần về phía làn khẩn cấp để xử lý sự cố, thì tài xế chiếc xe Ford vẫn tiếp tục chạy thẳng. Cách xử lý của tài xế xe Ford là rất sai lầm. Theo các chuyên gia ô tô, khi chạy xe với tình trạng một bên lốp bị xẹp rách sẽ dẫn tới nguy cơ vành kim loại tiếp xúc với mặt đường. Rất nhanh sau đó, phần vành này sẽ bị hư hại do ma sát và sức nặng từ xe dồn xuống. Không những hỏng vành, thước lái phía trước của xe cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể dẫn tới cong, vênh hoặc gãy, thay thế rất tốn kém. Bên cạnh đó, việc lái xe với một bên lốp phía trước bị hỏng có thể khiến lái xe khó xử lý, dẫn đến nguy cơ tai nạn cao, nhất là ở trên đường cao tốc. Còn bạn, bạn có ý kiến gì về pha ô tô còn 3 bánh nhưng vẫn bon bon chạy bất chấp này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.